Hai bạn xin chào mọi người nha. Hôm nay bạn sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái máy câu đứng người. Bạn cũng đi câu nhiều, mình thấy có nhiều người người ta không có kinh phí, người ta mua cái máy câu, người ta dùng cái chai nhựa người ta câu người. Bạn cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi nhưng mà không có biết cách làm. Hôm nay bạn biết cách làm, bạn làm cho mọi người xem và tham khảo luôn. Những ai cần cái máy câu như vậy mọi người có thể làm nha. Rồi mời mọi người vào xem video. Mọi người thấy cái video này hữu ích nhớ cho bạn xin một like và lượt đăng ký ủng hộ kênh đấy. Mình có động lực mình ra nhiều cái video hay hơn cho mọi người xem. Cái này người cái ống nước nha, rồi cái mình lấy cái miếng cây mình gắn vô đây, đó đơn giản thì mình không có quay cho mọi người xem, đó gắn mình sẽ làm găng vậy nha, rồi mình sẽ dùng một cái bật đèn, vậy là ok nha. Xong này mọi người canh nha, canh cho nó đều dưới này nha, mài dũa hay gì đó rồi. Hai xăng rưỡi nè, cái từ cái chốt để này cũng hai xăng rưỡi luôn nè. Hai miếng này lắp bít hai lỗ luôn người. Cây này mọi người không có, mọi người làm bằng gỗ cũng được nha. Thằng này có cây này mình làm bằng sắt thì nó chắc hơn. Bằng gỗ hoặc lấy cái cây có gân hết luôn như nè.
này dạng ốc mọi người, muốn quay tay phải quay, muốn quay tay trái quay nha, để tháo ra không có để keo. Rồi hoàn thành hết rồi. Đây. Cái cây này là cây cốt ở trong cái máy quay xuyên tố người. Nó bị hư rồi mình tháo ra mình để đó xong bây giờ tận dụng được. Cái máy này cái ý tưởng mình cũng lâu lắm rồi. Đi câu gặp nhiều người câu quá, ta không có kinh phí để mua được cái máy câu nè. Ta dùng một cái chai nước nhỏ ngọt nè. Câu rồi ta quay vô. Mình suy nghĩ cũng lâu lắm rồi, tầm 4-5 tháng rồi. Tới giờ mới biết suy nghĩ ra cách làm rồi, chia sẻ cho mọi người. Ai muốn làm thì làm, ai có tiền thì đầu tư mua máy tốt, máy xịn nha mọi người. Rồi ai không biết thì xem cho vui cũng được. Đó. Này. Ấm nước chứ gỗ thì cũng ok mọi người. Không biết câu kéo sao đây, hồi để mình test cho mọi người xem. Đây người dây găng quấn dây cũng tạm ổn nha, chứ không để đến nỗi tệ nha. Này mà quấn dây cước siêu bền đó, là chắc là nó chắc hơn. Găng nó quấn máy cái kia nó còn cũng bung 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 ra. Rồi để bằng gắn chị rồi đó, gắn chị 20 bằng quăng test cho mọi người xem. Ở đây mình ra sông xa lắm, mình sẽ quăng ra ruộng cho mọi người xem nha. Đây. Đấy này. Cái này quăng, nghĩ là quăng là hết sảy rồi. Có quăng vô hơi mệt thôi. Hết dây luôn rồi, cuộn này tầm 20-25 mét quăng quăng cái một sạch luôn. Đây người, cuộn này 25 mét mà quăng cái một hết trơn luôn nha. Quăng thì nó đi dữ rồi đó, mà quấn nó vô thì nó hơi lâu một chút. Rồi để mình vô mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái máy luôn. Cái máy này không có cái kinh phí thì làm cái máy này quay cũng được, ok đó mọi người. Nó không bằng máy mua thiệt, hàng chế mà. Nhưng mà nó cũng rất là ok nha. Ai không có kinh phí đam mê có thể làm máy giống như vậy.
Đây bằng gắn lại cũng máy mua cho người so sánh nha. Đây máy mua tất nhiên là chất lượng hơn nè, nó cũng bung bung nè. Rồi còn mọi người thấy cái video này hay nhé, like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ bạn nha, để bạn có động lực bằng ra nhiều cái video hay hơn cho mọi người xem. Bye, tạm biệt người, hẹn người lại video sau.